Em test bộ máy mài pin Makita, dòng châu bò nhất thị trường này các nhá. Máy sử dụng pin 15 cell. Cách sắp rất là dễ dàng các bạn. Vâng, thì vừa rồi là những bài test em test qua bộ sở máy mài pin Makita. Em sử dụng để cắt sắt dày 5 ly, sắt rất là dày nhưng mà máy cắt rất là dễ dàng các nhá. Vì máy sử dụng pin 15 cell, pin lớn, cắt sẽ không có hiện tượng dừng ngắt như những dòng pin 10 cell các nhá. Các bác chú ý là pin 15 cell cắt sẽ không có hiện tượng dừng ngắt, phù hợp cho các bác làm công trình, làm dã chiến. Đó, một quả pin 15 cell này các bác dùng liên tục được 2 giờ. Cam kết các bác dùng liên tục được 2 giờ. Và bộ sở thì có đi kèm nam xích. Rất là đa năng cho bác là sử dụng, có thể là sử dụng để cắt gỗ cắt củi, đi vào trong rừng núi cắt gỗ cắt củi rất là tiện các nhá. Đấy. Thì bộ combo máy mài pin Makita sử dụng 2 pin 15 cell thì hiện tại bán thị trường với giá là 1.500.000. Nhưng hôm nay em đãi 10 bộ đầu tiên với giá là 1.400.000 các nhá. 1.400.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Sản phẩm đầy đủ sẽ là một máy này, đi kèm hai quả pin 15 cell, pin lớn các nhá, đi tím đấy. Một cục sạc, đi kèm thùng đựng và có tay cầm tháo đá cover bảo vệ. Và một điều đặc biệt là khi các bác mua hàng thì bên em có tặng kèm các bác bộ làm xích cắt gỗ để giúp các bác sử dụng để cắt gỗ cắt củi tỉa canh rất là tiện các nhá. Đấy, các bác nhanh tay đặt hàng đi ạ, giá chỉ còn 1.400.000 thôi ạ. Nếu bác nào quan tâm hãy để hotline cho mình 0967852114, nhận hàng có được bỏ máy ra kiểm tra giá pin và chạy thử cắt thử các nhá. Đấy, về bộ sở máy mài pin Makita em đã cho các bác, nhưng mà cam kết các bác là hàng chọn lại một. Máy thì cam kết các bác là không chuyển than và 100% đồng các nhá. Nhông thì là nhông kim loại. Đấy. Máy là nhông kim loại, cam kết loại đồng. Nhông các bác là nhông kim loại nhá. Đấy. Nhông kim loại và máy không chuyển than. Cam kết loại đồng. Đấy. Về dòng máy mài pin Makita này sử dụng đàn đá 100. Bản đá 100 là đàn đá thông dụng nhất thị trường này. Tháo lắp đá thì cũng rất là phổ thông thôi. Các bác có thể lắp đá 100, 110 có nhá. Các bác có thể lắp được đá 100, 110 khi các bác để mâm đá. Thế này là mâm 100. Mâm này sử dụng để cắt sắt. Khi các bác muốn sử dụng để cắt gạch men, các bác quay sang thì nó sẽ là mâm đá 110 có nhá. Đấy, các bác sử dụng để nắp gạch men. Đấy, các bác sẽ lật cái mặt đá này để nắp từng viên đá cắt sắt cắt gạch theo từng nhu cầu công việc có nhá. Đấy. Về máy thì cam kết các bác là nhông kim loại này. Vừa rồi em có tháo cho các bác xem này. Đấy. Các bác nhông kim loại có nhá. Đấy. Về máy thì có 4 cấp độ. Hàng này hàng chuẩn loại 1 có 4 cấp độ con nhá. Chế độ. Đây. Em chỉnh lại từ đầu quát khác. Chế độ có 4 cấp độ. Cho bác nhá. Chế độ L này, chạy nhanh nhất này. M này. Chậm này. H là vừa này. Chế độ vừa này. Đấy. Máy sẽ có 4 cấp độ các bác nhé. Các bác sẽ tùy chỉnh 4 cấp độ theo từng nhu cầu, từng vật liệu sắt dày mỏng để cắt các nhé. Và máy thì có hiển thị một đèn báo pin, có một cột để báo pin các bác nhé. Và khi các bác mua pin 15 cell thì pin 15 cell cũng có hiển thị để báo pin cho các bác này. Đấy, các bác chú ý chỗ cái vị trí dưới nút bấm này, nó có hiển thị một đèn báo pin này. Các bác có thể kiểm tra pin còn bao nhiêu vạch khoảng cách bấm này. Phím bấm này, phím bấm không duy trì các bác nhả tay sẽ ngắt. Đấy. Và máy được thiết kế cò công tắc trên lưng. Về thông số kỹ thuật thì máy thì sử dụng bản đá 100. Máy có tốc độ vòng tua là 3.000 vòng trên 1 phút. Máy là hàng nhập khẩu của Malaysia các bác nhé. Về sản phẩm thì có quét mã code,
Nhận hàng có thể sử dụng một chiếc smartphone, các bác quét giúp cái mã code này nhé. Khi các bác quét mã code này sẽ ra đầy đủ thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ các bác nhé. Nhận hàng thì các bác có thể kiểm tra thực tế bằng chiếc smartphone thông minh các bác. Đấy. Và sản phẩm đi kèm cho bác là hai quả pin tím. Pin tím này thì các bác có thể sử dụng cho máy cắt và máy khoan các nhá. Khi các bác sử dụng cho máy khoan thì các bác có thể dùng liên tục một ngày hoặc ngày, cam kết các bác dùng cho máy khoan được một ngày hoặc ngày. Còn nếu các bác sử dụng cho máy cắt thì dao động khoảng tầm 2 giờ, nghĩa là liên tục trong vòng 2 giờ. Vì động cơ của máy cắt gớm lớn gấp 3 lần máy khoan các nhá. Đấy. Sản phẩm đi kèm có hai quả pin 15 cm. Và sản phẩm có đi kèm có một cục sạc nhanh. Một cục sạc nhanh. Có thùng đựng. Và một điều đặc biệt là khi các bác mua hàng thì bên em có tặng kèm các bộ lam xích cắt gỗ với đường kính nam là dài 25 phân, có bình tra nhớt các nhá. Bộ nam này có bình tra nhớt. Và trong hộp lam này có sách hướng dẫn sử dụng cách ráp nam các bác nhá. Đó. Và đi kèm các bác có những phụ kiện nhỏ như tay thao đá, tay cầm, cover bảo vệ lưỡi các bác nhá. Đấy, đầy đủ các bác. Vâng, thì vừa rồi em sẽ qua sở máy mài pin Makita. Bộ combo này thì là hàng mới về cả nghe. Em ưu đãi 10 bộ đầu tiên với giá là 1.400.000. 1.400.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Sản phẩm đầy đủ sẽ là một máy này, đi kèm hai quả pin, một cục sạc, có thùng đựng và tặng kèm các bác một hàng một bộ lam xích cắt gỗ nhá. Các bác nghe thấy hàng đi ạ, giá chỉ còn 1.400.000 thôi ạ. Nếu nào có tâm, hãy lại hotline cho mình 0967852114. Nhận hàng có được bỏ máy ra kiểm tra, cắt thử, ok rồi nhắn tiền các nhá. Nhận hàng được các bác được bỏ máy ra kiểm tra, cắt thử. Sản phẩm thì có phiếu bảo hành và bảo hành cho các bác 12 tháng. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những thông báo về những video mới, những sản phẩm mới chất lượng các bác nhé. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Chúc các bác có sự lựa chọn thôi nào. Em xin cảm ơn.